Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Linh lợi dụng đám tang để thâm nhập gia đình Lâm và che giấu âm mưu. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình yêu bất tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Lâm ngày càng có thành kiến về Thi hơn nữa, đặc biệt là dưới sự thúc giục của Linh rằng Thi là một con người rất nham hiểm và bất chấp thủ đoạn. Mặc dù Linh đã có thể lấy được chức giám đốc công ty, nhưng với mưu mô của Thi, cô ấy trước sau gì cũng sẽ phá hủy công ty Đại Dương để trả thù. Chính vì nghe theo những lời đồn này của cô ta mà bà Ngọc và Thảo đã ra sức thúc giục chuyện ly hôn của Lâm, đặc biệt là sau khi đã gửi đơn hòa giải cho Thi mà cô ấy không có phản hồi. Gia đình của Lâm càng tin tưởng rằng chắc chắn Thi đang có mưu đồ gì đó, nên mới không chịu ly hôn với Lâm. Như vậy, Thảo sẽ cố gắng giúp cho Lâm tránh xa người vợ mưu mô độc ác này ra. Thảo cầm tờ đơn ly hôn đến trực tiếp nhà của Thi để gặp cô ấy. Đối diện với em chồng, Thảo vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng thái độ của Thảo đối với Thi lại vô cùng dứt khoát. Cô ấy nói đây chính là đơn ly hôn của Thi và Lâm, Thi nên ký vào đó và hoàn thành thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt. Về phần tài sản của Thi, gia đình của Thảo sẽ cố gắng hoàn trả sớm nhất có thể, chỉ cần mong cô ấy có thể buông tha cho gia đình của mình. Nhưng Thi nói với Thảo rằng Thảo cần phải tỉnh táo hơn, gia đình của Thảo đang bị Linh dắt mũi. Nếu như lúc này Thi ký vào đơn ly hôn, thì chắc chắn Linh sẽ đạt được mục đích của cô ta. Thi không muốn nhìn công sức cả đời của ba chồng, cũng như tâm huyết của chồng mình lại bị sụp đổ trong tay của Linh. Ngay lúc này, Thi phải là người cứng rắn nhất để bảo vệ mọi người và công ty. Thế nên, Thi vẫn cương quyết không chịu ký vào đơn ly hôn. Thảo chỉ đành nói với Thi rằng nếu đã như vậy, thì gia đình của Thảo sẽ giúp cho Lâm làm đơn phương ly hôn. Thi đừng hòng thực hiện được âm mưu của mình. Nói rồi, Thảo khó chịu ra về. Trong khi đó, Thi cũng vô cùng bất lực. Cô ấy không biết phải làm sao để mọi người trong gia đình của Thảo tin mình nữa. Nhưng Thi cũng đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với Lâm rồi. Thi tin đây chính là cơ hội để mình có thể chuộc lỗi với anh ấy. Thi không biết rằng cuộc trò chuyện giữa mình và Thảo đã bị người giúp việc nghe lén hết tất cả. Bà ta cố tình nghe như vậy để báo cáo lại tình hình cho Linh. Có thể nói, việc Thi thuê bà Đào vào nhà của mình để làm việc là một quyết định vô cùng sai lầm. Bà ta cũng chính là người đã bán Hà và Vân Anh, lấy tiền sau khi mẹ nuôi của họ ra đi. Giá như lúc này có Hà ở bên cạnh Thi thì hay biết mấy. Cô ấy sẽ nói cho Thi biết bộ mặt thật của bà Đào, giúp Thi tránh xa con người hám tiền và độc ác đó. Chỉ tội cho Thi, hết chuyện này tới chuyện khác ập lên đầu của cô ấy. Trong khi đó, những người thân xung quanh Thi lại không muốn ủng hộ chuyện Thi đang làm. Thậm chí, họ còn âm thầm tìm cách để ngăn cản việc làm của Thi. Một cô gái ngây thơ và không có quá nhiều mưu mô như Thi, thì làm sao có thể đấu được với sự tính toán của nhiều con cáo già như vậy được. Tấm bi kịch chưa dừng lại ở đó, bà Ngọc bước vào phòng của ông Minh để chăm sóc cho ông như mọi hôm. Bà mở rèm cửa, giọng hớn hở, "Mình à, vậy thôi để tôi giúp mình ăn sáng rồi chúng ta đi dạo vài vòng. Hôm nay trời nắng đẹp lắm." Nhưng lần này chẳng thấy ông Minh có phản ứng gì. Bà vội vã bước tới gần ông thì thấy gương mặt ông tím tái, chẳng còn dấu hiệu sự sống. Bà hét lớn truy hô tất cả mọi người, ai nấy đều vội vàng chạy tới. Thấy cảnh tượng này, chẳng ai có thể kìm được nước mắt. Lâm chết lặng, "Mẹ à, chuyện này là thế nào? Chẳng phải ba đang rất khỏe mạnh hay sao?" Bà Ngọc không thể chịu được cú sốc, bà khóc như mưa, như chưa bao giờ được khóc. "Dì Hiếu bù loa, anh hai ơi, anh đừng làm em sợ." Ông Chiến cũng không kiềm chế được cảm xúc, "Ông chủ ơi, ông làm người tốt, tại sao số phận của ông lại hẩm hiu thế này?" Thu Thảo thì nắm lấy tay ông Minh, "Ba ơi, xin ba đừng bỏ con." Dù ông Tân đến xem xét, nhưng ông Minh đã trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của ông Minh đã để lại nhiều sự nghi ngờ cho ông Tân và cả Thi nữa. Vì chú Tân là một người thầy thuốc giỏi nên ông ấy thừa hiểu vấn đề. Chỉ có điều là không biết ông Minh đã bị đầu độc từ lúc nào, và ai mới là người đầu độc ông ấy. Mọi sự nghi ngờ đều đổ về phía của Linh. Nhưng sự bất cẩn lớn nhất của Thi chính là nói về những chuyện này, ngay trong nhà của mình, trong khi bà Đào lại là tay sai của Linh. Mọi thông tin mà nhóm của Thi nói ra đều đã bị bà ta nghe lén hết. Bà Đào cũng rất bất ngờ khi biết Linh lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Thông tin này cực kỳ có giá trị. Nếu như nói với Linh, bà Đào cũng sẽ lập được công và cũng sẽ được trả tiền một cách xứng đáng. Ngay sau đó, bà Đào đã báo thông tin này cho Linh nghe. Nhưng trước khi để cho Thi điều tra về những chuyện này, Linh đã trực tiếp đi trước một bước. Nhân cơ hội qua nhà của Lâm để dự đám tang, Linh cũng thường xuyên qua lại nhà của anh ấy với lý do là muốn an ủi và thăm nom bà Ngọc. Mặc dù rất thương tiếc cho sự ra đi của ông Minh, nhưng cả gia đình của Lâm vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cái chết của ông ấy là hoàn toàn bất bình thường. Nhất là với một người có lý trí như Lâm,
anh ấy càng không tin ba mình lại ra đi một cách nhanh chóng như vậy. Chắc chắn là trong chuyện này có vấn đề. Nghe được những lời phân tích của con trai, bà Ngọc cũng nghĩ rằng có ai đó đang muốn hãm hại gia đình của mình. Nhưng là ai mới được? Suy nghĩ đắn đo một lúc, bà Ngọc cho rằng người có động cơ làm ra chuyện này nhất chỉ có thể là Thi mà thôi. Chắc là Thi muốn trả thù gia đình của bà ấy nên mới bày ra những chuyện này, để hãm hại từng người trong gia đình của họ. Nhất là trước đó, Thi đã bày ra không biết bao nhiêu là chuyện nên chuyện này cũng không thể không có khả năng. Thảo thì cho rằng bây giờ có nghi ngờ thì cũng chỉ là vô ích. Cách tốt nhất là nên nhờ cơ quan công an vào cuộc để điều tra, lúc đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nghe được lời gợi ý này của con gái, bà Ngọc ngay lập tức quyết định sẽ báo công an, để phía công an giúp họ làm sáng tỏ chuyện này. Linh sau khi nghe hai mẹ con của bà Ngọc nói chuyện thì cảm thấy vô cùng bất an. Mặc dù cô ta rất muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Thi, nhưng nếu để cho công an vào cuộc để điều tra thì sớm muộn gì, cũng lòi ra sơ hở của cô ta. Nếu như vậy thì cô ta sẽ không bao giờ thoát tội được. Đây cũng là lần thứ hai cô ta ra tay giết người rồi. Chính vì vậy mà Linh đã cố tình giả vờ thương người, nói với bà Ngọc rằng nhất định là không được cho công an vào điều tra đâu. Nếu như họ vào cuộc thì chắc chắn họ sẽ khám nghiệm tử thi. Trong khi ông Minh vừa mới mất, mộ thì vừa mới xây xong, ông ấy còn chưa kịp yên nghỉ mà đã để cho công an đem ra để khám nghiệm, thì tội cho ông Minh quá. Với lại, tất cả cũng chỉ là nghi ngờ của mọi người thôi. Mình cũng đâu thể nào chắc chắn được rằng Thi là hung thủ đâu. Lỡ như lúc đó không điều tra ra được gì, mà vẫn kết luận là ông Minh chết chỉ vì một lý do bình thường nào khác, thì chẳng khác nào là chúng ta đang đùa giỡn trên cái chết của ông Minh. Theo Linh thấy thì nên để cho ông Minh yên nghỉ đi. Vì người chết thì cũng đã chết rồi, vả lại bây giờ Thi cũng không có cơ hội để hãm hại gia đình của họ nữa. Chỉ cần đừng dính dáng gì tới Thi nữa là được. Còn những chuyện khác thì cứ để cho ông trời tính, vì người làm ác thì trước sau gì cũng sẽ lãnh hậu quả mà thôi. Tối hôm đó, Lâm tràn trọc và không thể nào ngủ được. Anh không biết tại sao ba mình lại ra đi đột ngột như vậy, càng không biết được có phải Thi là người đã ra tay với ba của mình hay không. Vì trong tận thâm tâm, anh vẫn tin tưởng vào con người của Thi. Càng nghĩ, Lâm lại càng thấy Linh có nhiều điểm đáng nghi. Một người có tính cách như Linh tại sao lại ngăn cản chuyện điều tra của công an và còn lên tiếng bênh vực Thi như vậy? Liệu trong chuyện này còn có bí mật gì khác hay chăng? Với những đắn đo trong lòng của mình, liệu Lâm có thể tìm ra được chân tướng của sự thật hay không? Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.